Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi GPT N1 đề tháng 7 năm 2019 Đầu tiên là môn đai 5, phần ngữ pháp trong câu, câu 26 Yusho Nogashita ngã Ishikawa Senshu wa Kon tai kai de Jiko besto ko koushin suru Ko se o osame ta Sae ko so và bakari Yusho là chức vô địch Nogashita là bỏ lỡ Để lỡ mất sai là ngay cả đến cả này thì thông thường đi sai đằng sau sẽ cần phải có trợ từ mỗ. Có nghĩa là ngay cả cái đó, những cái khác cũng thế. Ở trong trường này nó không mang tính chất ám chỉ như vậy nên là loại. À, cô sổ là chính đúng không? Nhấn mạnh cái phần phía trước. Chứ không phải là những cái khác. À, chính cái chức vô địch thì lại để tuột mất. Hợp lý đúng không nhỉ? Có thể là đáp án hai thì tôi cũng sẽ các bạn lại. Ví dụ ba là hô đồ. Là gì nhỉ? Là khoảng cỡ hoặc là đến mức. Không hợp lý này. Bakari là... Toàn là trong khi đây chỉ là gì đấy. Người ta dùng là Nogashita. Có nghĩa là diễn tả cái số lượng là thường là một lần đấy Cho nên là chúng ta sẽ không dùng Bakari chỉ toàn nhá Như vậy đúng ở đây phải là đoạn số 2. kosho Câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, chính cái chức vô địch thì lại tuột mất. Lại để tuột mất. Để lỡ mất. Thế nhưng mà dù sao thì vận động viên Ishikawa ấy đã thu được cái thành tích. À, koshin bình thường nó mang nghĩa là gia hạn ví dụ gia hạn visa hoặc là cập nhật đổi mới đúng nhỉ trong cái này chúng ta có thể dịch là uh, nâng cao đổi mới cái thành tích cao nhất của bản thân ở trong cái kỳ đại hội lần này câu số 27 kondo no shogatsu yasumi ni wa ryugaku shite iru musuko mo kaete kuru hisashiburi ni kazoku ryoko ni demo ikou ka to omotte imasu koto da ga koto da ga koto demo koto wa koto to ie thì chúng ta thấy đặc điểm chung của các cái đáp án 1, 2 và 4 nó đều mang tính chất tương phản đúng không? Đê demo và tô à Yê nó đều mang tính chất như kiểu là uh, thể hiện sự đối lập giữa hai vế, chỉ có mỗi đáp án số 3 là kotodakara thì dùng cái ngữ pháp là dakara có nghĩa là bởi vì, thể hiện quan hệ nhân quả. Vậy bây giờ chúng ta cùng dịch nghĩa xem là cái uh, câu này về trước về sau cũng mang nghĩa như nào. Uh, chỗ này là gì nhỉ? trong cái kỳ nghỉ Tết là lần tới ấy. Đấy. Đây là gì? Đây là con trai tôi đang đi du học ấy. Cũng về này. Về sau là gì đấy? Về sau là tôi định nhá. Tôi định hay là cả gia đình tôi. Đấy. À, cùng đi du lịch mà lâu lắm rồi chúng tôi mới có cơ hội. Vậy thì đây là thể hiện mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Chứ không phải là mối quan hệ đối lập đúng không? Như vậy đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án số 3. Cô Tô Đà Cà Rà. Bởi vì nguyên nhân là con tôi cũng về nước. Cho nên là cả nhà tôi cùng nhau đi một chuyến đi du lịch mà lâu rồi chúng tôi mới có cơ hội. Tiếp theo, câu số 28. Aniga kaisha no san yōmensetsu shiken kara kaete kita. Hijō ga akarui tokoro o miru to nani nani umaku itta yō da. Kari ni masaka kanarazu shimo do yara. Anh tôi vừa mới về từ uh, cuộc phỏng vấn công ty nhìn cái biểu cảm rất là rạng dỡ vui tươi của anh thì có vẻ như là umakita có nghĩa là mọi thứ tiến triển tốt thì uh, ở đây các bạn thấy kết câu này là yoda thì chúng ta sẽ sử dụng cái đáp án nào ví dụ đầu tiên karini karini sẽ đi với lại những mẫu ngữ pháp diễn tả sự tương phản ví dụ như là tara bà hay là nara không hợp lý này masaka thể hiện cái sự phủ định mạnh mẽ đúng không nó thường đi với lại uh, đuôi là to omoa đằng sau nhất tôi không bao giờ tôi nghĩ lại có chuyện đó hay là mai này phủ định này đấy kanarazu shimo nó đi với lại những cái mẫu câu thể hiện cái sự phủ định một phần như là to gọi cái to ra này hay là to ie này qua cái wa này không phải vậy chỉ còn bốn là do yara đúng nhỉ nó thể hiện gì đấy nó thể hiện là uh, không hiểu sao lại có cái cảm giác như vậy thường đi với lại yoda, mitai da hoặc là Rashi Ở đây các bạn thấy có yoda là hợp lý này, như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án số 4. Nhìn cái biểu cảm vui tươi rạng rỡ của anh ấy mà 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 tôi đoán là gì đây nhỉ? Có vẻ như là nó diễn ra khá là tốt, khá là thuận lợi. Câu số 29. Cô no resutoran wa ryori <laughs> no da ga sara ga yasu monooka mono monoda và mono cái nhà hàng này ấy, thì đồ ăn ngon thế nhưng mà đĩa nó có vẻ như là rẻ tiền đúng nhỉ à, Tôi nghĩ là yoi mono những cái thứ tốt hơn một chút cái này không thể sử dụng à Vậy thì chúng ta sẽ có cái ngữ pháp đấy là gì đấy Nai mono mono nay monodaro Đúng nhỉ có nghĩa là gì họ không thể làm điều đấy hay sao mình rất là mong họ làm nhá đấy, thể hiện cái nguyện vọng khao khát ờ, mình tự hỏi là liệu họ có làm được điều đấy không mặc dù rất là khó như vậy đáp án đúng chúng ta sẽ phải là đáp án số 1 tôi đang tự hỏi là liệu rằng họ không thể nào mà sử dụng cái nào mà tốt hơn một chút à đúng nhỉ monono ấy, là mặc dù nó nối hai vế với nhau chứ nó không lửng lửng như thế này cũng không hợp nghĩa monoda mang nhiều cách dùng khác nhau như là hồi tưởng dbv tả hay là đúng là này thể hiện cái định cái định luật cái chân lý hoặc là lời khuyên trong trường này đều không hợp, hợp lý bởi vì đằng trước là động từ sky này mono là nếu mà đằng trước thì đã vậy mà nhưng mà cũng không hợp lý trong câu này nhá đúng ở đây phải là một mono cả tiếp theo câu số 30 mươi sensei nói như sau kimura kun kono repoto yonda yo umaku matomerarenakatta te iteta kedo Kekko Nan Kakete nakia Kakete tada ii ne teru janai Và kakeru kake kadoka da Giáo viên nói gì đấy à, Kimura này à, Thầy hay là cô đã đọc Cái bản báo cáo của em rồi Mặc dù ấy Mặc dù là trước đây Thầy đã nói là Gì đấy Em đã không thể gì nhỉ Em đã không thể tóm tắt, đã tổng hợp được một cách tốt, một cách khéo léo. Đấy, thế nhưng, vậy đằng sau phải là một cái lời khen đúng không? Cách của Yoku. À, chúng ta cùng xem nhé. Một này. Kake tên Nakia Nakia này chính là biến đổi của nake đề bà, Đúng không? Đấy. Thông thường nó dùng để diễn tả cái câu mà khuyên nhủ đối phương cần phải làm gì. Hoặc là ở cái mệnh đề lửng câu thì nó mang nghĩa là nếu, nếu không. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ không thể đi với dạng là kakete nakea được Nghĩa cũng không hợp lý nhá Nên chúng ta loại câu này Bởi vì uh, người ta gì nhở Người ta khen Đấy, Vậy thì bạn này sẽ tiếp nhận lời khen và cảm ơn Nên là một không hợp lý Kakete tarai Chúng ta có tarai mang nghĩa là Một câu khuyên nhủ hoặc là một câu ước Đấy Ví dụ như là uh, kai tarai có nghĩa là nên viết Còn nếu như là kake tarai có nghĩa là nếu có thể viết được thì tốt biết mấy Một câu ước nhá Nhưng mà đây lại là KKT TARAI Thì nó sẽ không hợp lý Không có dạng là gì đấy Không có dạng là Đằng trước thể khả năng xong chia dưới Kiểu như thế này đúng nhỉ Loại này à, Câu số 3 KKT RUJA NÀY À Chẳng phải là gì đấy Em đang viết rất là tốt hay sao Đúng rồi thể hiện cái sự gì đấy Cái sự ngạc nhiên Cái sự gì nhỉ à, Khen ngợi Đấy Đáp án đúng ta sẽ phải là đoạn số 3 nhé các bạn lưu ý trong trường này ấy, cái từ này nó không đọc là Già này không phải không 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 phải đặt không phải đọc kiểu như thế nhé mà là Già này cả cái từ già này có nghĩa là à chẳng phải là em viết rất là tốt hay sao nó cũng không mang nghĩa là là là, là phủ định um, xin lỗi không phải mang nghĩa là khẳng định yếu giống như kiểu là bằng tô mô ự đâu mà trong trường này nó mang mặc dù dịch ra nghĩa tiếng Việt là như vậy nhưng mà nó thể hiện cái cảm xúc gì nhỉ? Cái cảm xúc mạnh của bản thân khi khẳng định điều phía trước, thể hiện cái sự ngạc nhiên hoặc là ngưỡng mộ. Cả kê tê được cả đô cả nè là không biết có hay không thì cũng không đúng đúng không? Loại này. Tiếp theo, câu số 31. Eki mae no udon ya Yamamura wa saikin terebi de sareta nani nani mainichi mise no mae ni cái quán mì udon Yamamura ở trước ga ấy Được giới thiệu ở trên TV gần đây Và hàng ngày này Đều có một cái hàng dài xếp hàng ở phía trước cửa hàng Tokade, Tokanara, Toyu no và Toyu no mo Thì chúng ta có đáp án đúng đây phải đáp án số 1 Tokade đúng không? Bởi vì đây là một câu nối quan hệ nhân quả đằng trước là nguyên nhân và đằng sau là kết quả đúng nhỉ như vậy chúng ta sẽ cần dùng trợ từ là trợ từ đế đấy bình thường ấy chúng ta sẽ sử dụng ngữ pháp mà ví dụ như là cô tổ đế chẳng hạn Shokai cai sareta cô tổ đế có nghĩa là vì cái việc đó mà có được cái điều đằng sau nhưng mà đây người ta không dùng cô tổ người ta dùng tô cà nhá bởi vì người ta cho rằng đây là một trong những nguyên nhân đấy thì người ta dùng thay cái từ cô tổ bằng tô và nó cũng mang tính chất khẩu ngữ hơn mang tính chất văn nói hơn như vậy đúng là một còn tokanara ấy là nếu là nếu là đây không phải quan hệ điều kiện cho nên là không dùng nà rà tương tự tối yêu nô ga hay tôi yêu nô mộ thì phía sau ấy nó thường là những cái tính từ hoặc là những cái động từ đi với lại trợ từ ga trợ từ mỗ nhưng mà đây không hợp lý cho nên chúng ta sẽ không chọn như vậy chúng ta phải chọn đáp án số 1 đúng không bởi vì uh, một trong những nguyên nhân là được giới thiệu trên tv gần đây mà hàng ngày có rất là nhiều khách đến ăn xếp hàng ở phía trước cửa hàng tiếp theo chúng ta sang câu số 32 mươi 今回の事故について,社長が会見を行ったがあれでは、何の説明、我が社の信用が失われるだけだ。giám ờ, đốc ấy, đã mở một cái cuộc uh, hội kiến, đã mở một cái cuộc gặp mặt uh, phóng viên các thứ ấy, về cái uh, sự cố vừa rồi. thế nhưng mà, thế nhưng mà này, nếu là là là, là cái AD AD là cái 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 kê này nhá. Nếu là chỉ là cái 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 buổi hội kiến như vậy, ấy, nếu mà chỉ tiến hành như vậy ấy, thì nano no setsume các bạn quan sát đây là có nano no setsume này, có nghi vấn từ nan và đằng sau là gì đây? Chỉ là cái gì nhỉ? Cái cái, cái niềm tin của công ty chúng tôi, cái sự tin tin tưởng vào công ty chúng tôi ấy, à, sẽ bị mất đi. Vậy thì ý của câu này nó có, có nghĩa là uh, nếu mà chỉ là cái đó ấy, đấy thì sao? thì sẽ không ra sao hết, sẽ không thành lập được điều gì cả. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái dạng thức ngữ pháp cố định, đúng không Đấy là gì đây? Đấy là từ nan này sẽ đi với no đằng sau lại danh từ nhá. Và ni mô nara nai. Đó, có nghĩa là uh, không ra sao hết, không được thành n không thể trở thành n. Vậy thì chúng ta thấy rằng đằng sau nó phải là mang tính chất phủ định và có cấu trúc tương tự đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ loại ngay được đáp án số 1 và 3 bởi vì là không có trợ từ mỗ. Thông thường là có nghi vấn từ ấy, nó sẽ thường là đằng sau sẽ thường có trợ từ mỗ, đặc biệt là trong cái dạng cố định. Như thế này thì chắc chắn là phải có mỗ. Còn 2 với 4, ni mỗ natte orazu và ni mỗ natte iru no naku thì đáp án số 2 là orazu đây chính là gì đấy? chính là dạng uh, trang trọng đúng không của inai đúng không? Đấy. Inakute. Do vậy đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án số 2 là phù hợp về mặt cấu trúc này. Còn câu số 4 ấy, câu số 4 nó có ni mộ thế nhưng mà đằng sau người ta không phủ định cái động từ uh, uh, naru đúng không? Không để là naranai hay là Nate inai mà lại là phủ định yếu toàn bộ cái phần nát tê y rự bằng nô tê ạ cự thì không hợp không hợp lý nên là chúng ta sẽ không thể chọn đáp án số 4 như vậy đúng ở đây sẽ là đáp án số 2 tiếp theo câu số 33 Kobayashi nói như sau <laughs> Ne kyo no dance no renshu Yamaguchi sang mo kurunda yo ne Mori nói là Do uh da ano hito kurutte ite temo nani nani dakara kite mo konakute mo Kuruka, Konaika, Kitari, Konakatari, Kuru Nomo, Konai no mo. Kobayashi nói là, này uh, cái buổi tập nhảy ngày hôm nay ấy, thì Yamaguchi nó cũng đến nhỉ và bạn uh, Mori nói là uh, cũng không biết thế nào nữa nói mặc dù nó nói là nó sẽ đến bởi vì mặc dù nó nói là nó sẽ đến thế nhưng mà sao dù đến hay không đến này đến hay không đến? Đến không đến. Đấy, cả đến lẫn không đến thì chúng ta thấy cái nào cũng có vẻ hợp lý đúng không? Thế nhưng mà trong trường hợp này chúng ta bắt buộc phải dùng đáp án số 3 nhé Đấy. Ờ, với dạng thức là kitari konakatari nó thể hiện là lúc đến lúc không, đấy, mặc dù nói là đến đấy, thế nhưng mà lúc đến lúc không không biết đường nào mà lần. Nên là đúng phải là ba. Còn những cái dạng như là kitemo konakute mo ấy, dù đến hay là không đến thì không có ảnh hưởng gì. Đấy, hay là đến hoặc không đến thì tôi không biết hay gì hay đáp số 4 cũng tương tự như vậy thì sẽ phải dùng những dạng đấy chứ không dùng trong trường hợp này với nghĩa là uh, gì nhỉ với nghĩa là uh, lúc đến lúc không đấy, và cũng không đi với lại Dakara ở phía sau bằng cái thằng là Tari nhá nên là đúng đây phải là số 3 tiếp theo câu số 34 câu 34 này Kino Daigaku de Koe o Kakerareta Sakuruno no Kanyu ni wa Komata susumerarete 強引に話を進められて危うく入会. À đây chúng ta thấy có cái thằng ayauku thì chúng ta có thể nhận thấy ngay cái dấu hiệu để chọn đáp án đấy là tokuro data đúng nhỉ? Dạng thức cố định. Đấy. Chúng ta chưa cần dịch nghĩa nhé mà có thể chọn được ngay đáp án số 1 là đáp án chính xác. À, ngày hôm qua ấy, tớ đã rất là khó xử đúng nhỉ? Với cái lời kêu gọi tham gia cái câu lạc bộ ở trường đại học. Đấy. Tớ gì đây? Tớ được tớ tự nhiên bị người ta nói chuyện, bị người ta gọi là thúc đẩy xúc tiến câu chuyện một cách bất ngờ và suýt nữa thì tớ đã bị bắt uh, như cai đúng không? Đây là thể bị động sai khiến. Suýt nữa tớ đã bị bắt uh, tham gia, bị bắt nhập hội. Đấy, một đúng này, bởi vì Aya cự đi với Tokorodata và nghĩa cũng hợp lý nhá. Còn yoga nakata thứ nhất là không có dạng thức Tokorodata thứ hai là yoganai có nghĩa là không thể. Đây là không thể bị là sai. Sase na kata no Tớ nghĩ là gì đây Tớ đã không bắt Nói chung là tớ đã không bắt là sai Đây là mình tham gia thì phải là bị bắt thì mới đúng Shinakata koto nishita tớ, tớ coi như là đã không nhập hội Không phải nhá Đúng ở đây sẽ là một Câu số 35 Câu cuối cùng ở trong phần ngữ pháp à, Trong câu Takahashi nói như sau Hayashi san Gita kiyoshitsu Sagashiteru te Gita kedo Mitsukata Yeah, mà đãなんです。よかったら私が通ってるギター教室見学してみない?見学したからって 何やにしどう? ờ Hayashi này. nghe uh, nghe nói là cậu gì đây? Cậu đang tìm lớp học guitar à? Cậu tìm mấy chưa? À tới vẫn chưa. Uh, vậy thì nếu được ấy. Đấy, cậu thử gì đây? Cậu thử thăm tham quan, cậu thử kiến tập. Cái lớp học mà tớ đang lớp guitar mà tớ đang học xem thế nào? Mặc dù nói là 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 tham quan, mặc dù nói là đi học thử đấy. Làm sao đấy nhá? Cậu thấy thế nào? Đấy. Cái ngữ pháp ở đây chúng ta thấy là karate này ấy, chính là karatoite, mặc dù nói là phía trước thế nhưng mà đằng sau nó sẽ thường mang tính chất gì đây nhỉ? Mang tính chất không phải như người ta vẫn nghĩ. Đấy. Và thông thường ấy, đằng sau Cara tối thông thường nó là những ngữ pháp diễn tả cái sự phủ, định yếu. Vậy đây các bạn thấy có bốn là qua kê dạng này này là cái thằng ngữ pháp duy nhất diễn tả sự phủ định yếu nên là khả năng cao sẽ là đoạn số 4. Nhưng mà chúng ta cùng cùng xem nghĩa thế nào. Ví dụ một này, Hayrita garu đã kê dạng này đúng nhỉ? Là gì nhỉ? Không phải chỉ là muốn vào nghĩa không đúng đúng không? Sai nhá. Ờ, số 2 là Hayrasenai wa keni wa ikanai Nai wa ke niu có nghĩa là không thể không Buộc phải làm điều đó Buộc phải cho vào Không phải Loại Câu số 3 Hairita nai da ke ka mo shire nai không muốn vào cái này muốn dùng cho không muốn không muốn dùng cho bản thân thì không thể dùng với đối phương được loại này câu số 4 là hai ranakia ikenai te wake dạ này te này chính là tôi như ngữ pháp này tôi yêu wake dạ này là không hẳn không hẳn là sẽ phải vào nakia này chính là nakia để bà ikenai À mặc dù nói là kiến tập tham quan đấy thế nhưng mà không bắt buộc là phải vào đâu nên cậu thấy sao? Vậy thì rất là hợp lý đúng không? Đúng là 4. Đó, như vậy là chúng ta đã gì nhỉ? chữa xong. Chúng ta thử xem những cái ngữ pháp này nó thuộc uh, kiến thức N mấy nhá. Ví dụ câu số 4 này. Uh, câu số 4 ấy nó là kiến thức N3 bởi vì là dạ nay và kereba ikenai học ở trong N3 rồi. Đây sẽ là ngữ pháp N3 này. Tiếp theo chúng ta sang câu số uh, 34. 34 ai cự và tokoro tạo học ở N2, như vậy là đây sẽ là ngữ pháp N2. Câu số 33. Câu số 33 thì mặc dù Kitari konakatari học từ N4 ở 5 đúng không? Nhưng mà thực ra là cái cách dùng này là 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 ở N4 5 chắc chắn là chưa học, cho nên là cái này thì tạm xếp là N0 nhá. Đấy, có những cái câu mà trong khi thi ấy, người ta vẫn có một số câu mà không được dùng đến ở trong các uh, phần gì nhỉ? Trong các phần mà chúng ta học ở trong phần chương trình đâu. Câu số 32, nano đúng nhỉ? Nano danh từ ni mộ naranai cái này chúng ta học ở trong chương trình N2. Tokade, nguyên nhân lý do. Cái này chúng ta cũng học ở trong chương trình. Toka là N3 đúng không? Liệt kê đi với đế mang tính chất uh, diễn tả quan hệ nguyên nhân lý do chúng ta cứ gọi là N3 nhé Thế nhưng mà N3 này nó hơi khó Đúng là chúng ta khó lòng mà biết được ba uh, 30 À gia này này chúng ta học ở trong chương trình N mấy N2 Ở trong chương trình N3 thì chúng ta mới học được Cái 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 dạng thức là mang nghĩa phủ định Phủ định một phần hoặc là Cái dạng in gen Dùng để gì đấy? Dùng để diễn tả là chẳng phải vậy hay sao Nhưng mà với nghĩa là để nhấn mạnh cảm xúc Thì N2 mới học mono cả này nay mono cả nay mono cả học trong chương trình N2 đô và cấu trúc đuôi sẽ là N2 Kotodakara, N2 và cô là N3 đúng không như vậy là phần lớn cái đề thi này chúng ta thấy là ít ngữ pháp mà của N1 Đấy. thế nhưng mà để mà làm đúng thì chúng ta cần phải rất là chắc các ngữ pháp mà còn lại cũng như là một số cái dạng ngữ pháp nó biến đổi đi nó không để nguyên si nữa đấy ví dụ như là để mà gọi chính xác là học ngữ pháp mà toka ca ở trong giáo trình thì không có nhưng mà chúng ta cần phải hiểu là nó ghép lại nhá đấy, cái khó là nó ghép lại với nhau rồi tiếp theo chúng ta sang bài số 6 đấy là bài uh, xếp câu hay là còn gọi là bài hái sao dấu sao đấy câu 36 này x i i kanja o uh, chika, chika yoyaku se o do niu suru da mata seru shinsatsu dekiru yo ni và koto naku cái gì nhở cái bệnh viện ích ấy đấy nghe nói là có vẻ như là nó gì đấy nó sắp sửa Chikazika là sắp sửa nhá sắp sửa áp dụng cái chế độ đặt trước đây là người bệnh này bắt chờ đợi này có thể khám này yoni chưa biết là mang nghĩa là đẻ hay là dùng để so sánh và cô tô na cự là mà không à thì thông thường ấy đi với lại cô tô na cự đằng trước sẽ là vê rự và không mang tính chất khả năng đúng không như vậy là chúng ta sẽ không dùng là xin sát sự đê ký rự cô tô na cự nếu vậy thì chỉ còn số 1 đúng nhỉ số 1 sẽ ghép với lại cô tô na cự vậy thì chúng ta ghép được một là mà đấy đi với 4 là cô tô na cự nếu vậy thì yoni sẽ phải ghép với lại số 2 là xin sát sự đề kỳ đấy như vậy sẽ là hai xin sát sự đề kỳ và ba là yoni vậy thì yoni đi với lại thẻ khả năng phía trước mang nghĩa là mục đích mục tiêu đúng không để rồi vậy thì uh, chúng ta đã xếp được thứ tự đúng của câu đúng không uh, thực ra là um, ở đây ấy là chúng ta sẽ phải xét trường hợp là 1423 hay là 2314. Đấy, thế nhưng mà chắc chắn đấy, thứ tự hợp lý về nghĩa của câu nó phải là 1423 đúng không? Là gì? Là cái bệnh viện X này này nghe nói là sắp sửa áp dụng cái chế độ uh, cái hình thức đặt trước để có thể khám mà không bắt bệnh nhân phải chờ đợi đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án số 2 Đó là đáp án chính xác xin sát sự đề kỳ Câu số 37. Kino Yujin kara yasai Ngày hôm qua tôi đã nhận được rất là nhiều cái nước ép rau từ bạn tôi à, Khi tôi sống một mình này Thì tôi ăn quá nhiều những cái thực phẩm ăn liền Arigatai rất là cảm kích rất là biết ơn. Dake ni, ninari Gachina và yasai busoku. Chúng ta có ninari, vậy thì đằng trước này sẽ cần phải là một danh từ hoặc là một tính từ đuôi na đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta thấy bắt buộc nó phải là số 4 đúng không nhỉ? 4 sẽ đứng trước hai. Bởi vì không có tính từ đuôi na đâu hết. 4 này, yasai busoku đi với hai là ni nari. Tiếp theo, chúng ta có ngữ pháp gachi sẽ đi với vbmod sự bỏ mas. Vậy đây đang là động từ na rự. Na, nari mas sự bỏ mas vậy hoàn toàn hợp lý. Vậy chúng ta sẽ cho ba ở đây là na Vậy thì còn số 1 là da ke ni. Vậy thì da ke ni sẽ phải đứng sau số 3 đúng không? Da ke ni. Đấy. Vậy thì thứ tự đúng của chúng ta sẽ là như thế này. Đúng nhỉ? À, khi mà gì đây nhỉ? khi mà tôi sống một mình ấy, thì tôi toàn có ăn những cái thực phẩm uh, ăn liền thôi đấy chính vì nhá đại kiến đi đêm anh chính vì chính vì tôi có xu hướng bị thiếu rau thành ra tôi rất là cảm kích như vậy là bốn hai ba một chúng ta sẽ khoanh đáp án số 3 gachina tiếp theo là câu 38 mươi Home page gì đấy ở trên trang chủ này. Câu hỏi như sau. Sentakuo, Senzai, Takusansuka, sen taku Tahoe, Sentakuo, Mono, đó là, uh, sử dụng nhiều cái uh, chất tẩy rửa ấy, thì uh, quần áo, đồ giặt có trở nên sạch hay không. trả lời đấy là, Sentakuo, Mono, Akushu, nogei, inimo, đồ giặt này, nó trở thành nguyên nhân mùi khó chịu nhé, Akushu, đây là, mùi khó chịu. Cho nên là hãy gì đấy Hãy tuân thủ cái lượng phù hợp. Senzai o takusan irereba ii ka to ieba, yakuni susugi kirena katari shite kireni arau ni wa So de naku. Thì ở đây mọi người thấy sen taku mono vậy đằng sau cần một động từ đúng không? Mà động từ đi với lại sen taku mono thì sẽ là arau đúng nhỉ? Đấy, thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án À, chúng ta phải cho ba vào đằng sau này như vậy là chúng ta sẽ có 3 câu này khá là dài cho nên là uh, chúng ta sẽ viết uh, tượng trưng nhá cái nào là dài quá thì thôi à ra ừ, nhiều ạ này để gì đây để giặt sạch đồ giặt ấy. đấy thì thông thường ấy với cái ngữ pháp như ạ này có nghĩa là ta mê nhị đằng sau sẽ là một hành động đúng không một hành động cần làm vậy thì nó phải là một câu động từ thì ở đây có một và hai là câu động từ Thế nhưng mà Câu số 2 nó là gì đấy Nó là Kirenakata Đấy, nó mang nghĩa là là không thể Vậy thì nó không phải là cái hành động mang tính ý chí Nên là chúng ta không thể cho cái hai Ngay đằng sau cái ba được Vậy thì phải cho một Như vậy một là Senzai ta cứ sang ireru nhá Là một hành động mang tính ý chí Nên chúng ta phải cho vào được Senzai cứ sam i de de ba i ka to ie ba Đấy Như vậy là chúng ta có được 3 và 1 Vậy còn à, 2 với 4 Thì sao đây? 2 với 4 chúng ta sẽ xếp như thế nào? Thực ra cái này chúng ta sẽ dịch đến đây Nên là dịch được rồi đúng không nhỉ? À Nếu mà nói đến cái việc ấy Đấy Nếu mà nói đến cái việc Là có nên cho gì đấy có nên cho nhiều cái chất tẩy rửa cái nước giặt để mà giặt sạch đồ không thì không phải như vậy đúng không thì không phải như thế vậy thì đằng sau cái gì nhỉ đằng sau sau cái cái đáp án số 1 đằng sau cái cà tố yê bái thông thường sẽ là dạng phủ định lại cái điều đó vậy thì chúng ta sẽ cho 4 ở đây đúng không nhỉ 4 đằng sau nhá số đế bạn na cự và số 2 là ghe cứ nhị sư kire kirena, katari shite đó như vậy là 3142 các bạn sẽ khoanh đáp án số 4 số có nghĩa là nếu mà nói đến cái việc là có nên cho nhiều cái chất tẩy rửa để mà giặt sạch đồ không ấy thì không phải như thế mà ngược lại đúng nhỉ bởi vì nguyên nhân như là không thể nào mà sư sư gự là không thể nào mà xả được hết không thể nào mà xúc giặt được sạch hết cho nên là nó sẽ trở thành nguyên nhân gây mùi khó chịu do vậy là hãy tuân thủ cái lượng phù hợp lượng cần thiết. Tiếp theo cô 39. chi <laughs> ni wa tai sho shoki ni taterareta kaiyokan ga aru rashii. Mai mai kara kaeru koto wa dekinai. Watashi to shite wa kindai kenteki ni kyōmi ga aru sono Kayo -o -ni -sore -o -shita -kara -ni -wa. nghe nói nghe nói ở cái thị trấn này ấy có một cái câyo càng gần giống suy cự càng nhá một cái thủy cung hoặc là viện hải dương nghe nói là ở cái thành phố này cái thị trấn này ấy có một cái thủy cung mà được xây dựng ở đầu thời tai đầu thời vua đại chính từ trước này tôi uh, có gì đây, có hứng thú với lại uh, kiến trúc đúng không nhỉ, cận đại đấy, không thể gì đấy, không thể, uh, à xin lỗi không phải không thể mà là không ngắm nhìn, không tham quan cái uh, thủy cung đó. một khi, cả đại nhựa là một khi, một khi biết được điều đó, vậy thì chúng ta thấy, thứ nhất là gì đây, đằng sau đáp án số 2, kio mi ga a đi đằng sau a rự này sẽ phải là một ngữ pháp đi với thể thường hoặc là một danh từ thì ở đây không có ngữ pháp nên là chúng ta sẽ không 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 chọn được cái nào cả. Vậy thì phải là danh từ, vậy thì số 1 này watashi là một đại từ cũng có thể đi đằng đằng đằng, đằng gì đây nhỉ? Đằng sau a rự nhá. Đây là danh từ và số đây cũng là danh từ. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng chỉ có đáp án số 1 là hợp lý bởi vì nó sẽ phù hợp nghĩa là gì đây nhỉ? Tôi ấy là một người mà có cái hứng thú với lại gì đây? với lại cái kiến trúc hiện đại cái, kiến trúc cận đại chứ không thể không thể là cái gì đấy cái số 3 hay là cái số 4 được đấy. vậy thì chúng ta sẽ có số 2 số 2 này đấy là kin dai ken chiku ni kyomi ga aru và số 1 là watashi toshite wa watashi toshite wa mang nghĩa là À, với tư cách là tôi với với tư cách cá nhân tiếp theo chúng ta thấy đằng sau là gì đây à, không thể về mà không đúng nhở vậy thì ngữ pháp sẽ là nai đế v một nai đế v hai tôi không thể về mà không làm điều gì đó phía trước mà nai đế chính là dư nhĩ như vậy là chúng ta sẽ có ba ở ngay đằng trước vậy thì chúng ta sẽ cho ba đằng trước vậy thì chỉ còn số 4 ở gì đấy số 3 ở đằng trước cái -er của vậy thì số số bốn ở trước số 3 như vậy sẽ là số đề ô wa và ba là Sono no kai yo o mizu ni thứ tự đúng là hai một bốn và ba đây à, vậy thì toàn bộ câu này có nghĩa là gì đây nhỉ À, với tư cách cá nhân tôi ấy một người mà có cái hứng thú với lại kiến trúc cận đại từ trước rồi thì một khi mà biết được điều đó một khi biết được là nó có cái thủy cung đúng nhỉ có cái viện hải dương học được à, xây dựng vào thời này thì tôi sẽ không thể nào tôi về mà tôi không tham quan nơi đó được như vậy là 2143 chúng ta khoanh đáp án số 1 nhé dấu sao nó ở vị trí thứ hai các bạn cũng lưu ý vị trí dấu sao có thể là có câu là ở vị trí số 2 có câu là ở vị trí số 3 cần rất là lưu ý đấy Số 1, số 4 cũng có Nhiều khi là xếp đúng rồi nhưng mà cứ nghĩ là nó ở vị trí số 3 như thường lệ là chọn là sai Tiếp theo câu 40 Watashi wa tomoi Konai ni hatake o tsukute seito tachi ni yasai o sodate saseru koto o Koucho ni tean shita Nogyo o mizika na mono to shite Taberu to iu koto ga 考えるきっかけになれば育てた野菜を収穫して Tôi nhá Tôi nghĩ một cái điều gì đó Và này Tôi đã đề án, tôi đã đề xuất với lại hiệu trưởng Cái việc là gì đấy Cái việc là uh, Tạo ra đúng không nhỉ Tạo ra một cái khu vườn đấy Ở trong trường Ở trong khuôn viên trường Và gì đấy Và cho các bạn uh, học sinh đúng không nhỉ Trồng rau Câu 1 nó là với tư cách là một thứ gì đây nhỉ? Với tư cách là một thứ gần gũi. Đấy, đằng trước là nông nghiệp này. Cái việc ăn trở thành cái 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 duyên cớ, cái nguyên nhân, cái cơ hội, cái dịp thu hoạch rau đã trồng. À chúng ta chắc chắn là sẽ xếp được mấy trước nhỉ? Chúng ta sẽ xếp được số 4 trước số 2 đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì là thứ tự sẽ là thu hoạch rau đã trồng và ăn. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có 4 là ta yasai o shukaku shukaku shite và số 2 là taberu to yu koto ga vậy thì các bạn thấy nhá ở đây nó đang có dạng là taberu to yu koto ga vậy thì đằng sau này nó phải là gì đây nó phải là cái dạng thức cái động từ mà sẽ sẽ đi được với trợ từ ga đúng không vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đi với số mấy chúng ta sẽ thấy là đi với động từ na rự đúng không nhỉ? Như vậy là chúng ta sẽ có là kanga eru kikake ni ba Đây. Thế nhưng mà nếu mà như thế này thì kanga eru nó đang bị lửng lửng, nó đang bỏ suy nghĩ trở thành cái 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 cơ hội cái dịp cái nguyên cớ suy nghĩ vậy phải là suy nghĩ cái gì? À vậy là suy nghĩ cái gì chúng ta phải cho cái số 1 chèn vào đây thì mới ra một câu hoàn chỉnh được. Đấy, đó là suy nghĩ rằng nông nghiệp là một thứ gần gũi. Đấy, thì nó mới hoàn chỉnh câu được. Nên là chúng ta phải xếp như thế này mới hợp lý các bạn nhé. À, vẫn không đủ bởi vì câu này rất là dài. Thử ghép hết mức vào xem có trong một dòng được không à được rồi rồi tôi thì tôi nghĩ như này này nếu như đúng không nhỉ nếu như cái việc mà trồng rau à xin lỗi nếu như cái việc mà uh, thu hoạch rau đã trồng và ăn ấy nó trở thành một cái cơ hội để suy nghĩ về nông nghiệp như một thứ gần gũi đấy nếu như vậy thì tốt quá cho nên là tôi đã đề xuất với uh, hiệu trưởng là cái việc là gì đấy uh, tạo ra một khu vườn trong, uh, trong trường và cho các bạn học sinh trồng như vậy thứ tự đúng là 4213 và chúng ta sẽ chọn đáp án số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài Môn đai 7. Môn đai 7 là cái môn đai mà tương đối là khó. Các bạn hay gọi là môn đai đục lỗ đấy, ngữ pháp cho đoạn văn. Thì thông thường cái môn đai này ấy là nhiều bạn sẽ không đủ thời gian làm và thường bỏ. Thế nhưng mà không nên, đúng nhỉ? Rất là đáng tiếc khi bỏ. Môn đai này ấy độ về độ dài nhá nó sẽ tương tương đương với lại một bài đọc chung ở trong phần thi đọc hiểu có thể là hơn dài hơn một chút à, thì cách làm môn đây này không phải là chúng ta đọc toàn bộ bài đâu cái môn đây này chúng ta chỉ gì nhỉ cái thời lượng cho phép nó chỉ là từ khoảng 5, 5 đến 6 phút thôi cho nên là nếu mà dành cái thời gian như đọc một bài trung văn đến tận 8 9 phút thì không thể đủ được thậm chí là hơn cho nên là cái cách làm môn đây này thì là gì đó là chúng ta chỉ đọc những cái ý xung quanh xem người ta viết cái gì thôi Vậy thì cái bài này chúng ta sẽ thử xem có thể làm nhanh được không nhá Ví dụ các bạn thấy cái câu 41 này Câu 41 người ta viết như sau Korega nani nani hitotsu Đây là một gì đấy Vậy các bạn thấy có xuất hiện chỉ thị từ là kore Là đây Vậy thì chắc chắn là nó lặp lại cái phía trước Cái phía trước là gì Các bạn thấy phía trước này nó có ma dự hitotsu Ma dự hitotsu wa Ninge wa nazo ưu cô tổ Cái điều đầu tiên đó là cái việc gọi là con người là bí ẩn Đấy, đằng sau là bla bla là trình bày. cô đây gõ À, vậy thì người ta khẳng định lại đây là điều đầu tiên, đây là một cái đầu tiên. Vậy thì cái 41 phải là ma dự đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ phải chọn chắc chắn là nó sẽ có một cái đáp án là ma dự. Đây, ato mata ma dự và mo Như vậy đúng phải là đáp án số 3 nhá. Khẳng định lại. Đấy, nếu như là ato hitot sự mata hitot sự và mô hitot sự nó đều mang tính chất như kiểu là lại một cái nữa, thêm một cái nữa hay một cái nữa sau đó thì đấy là cái phần mà người sợ cái 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 số cái sau nó nói này số đây cả mô tốt sự đấy về sau ấy, mới bắt đầu thêm cái khác vậy thì cái câu 41 mốt đấy chúng ta phải chọn là ma dự bởi vì sao người ta khẳng định người ta chốt lại ở cái câu này nên là câu 41 chúng ta có thể làm nhanh được như vậy tiếp theo chúng ta cùng xem câu 42 nhá câu 42 này đây trước hết là cũng phải đọc kỹ cái câu đó hoặc là câu trước câu sau các bạn cùng xem iru <laughs> Đấy là gì đấy đấy là cái 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 con người ấy, cái bản thân mà chúng ta đang muốn cho người khác thấy ấy nó là cái phần gì nó là cái phần uh, tươi sáng đúng không nó là cái phần gọi là đang tỏa sáng lấp lánh những cái phần đẹp nhất tốt nhất mà chúng ta uh, sâu ra chúng ta cho người ta thấy tùy thuộc vào từng đối phương. À các bạn thấy đó, rõ ràng là tùy thuộc vào từng đối phương này. Đấy. Đây là gì? Đây là nếu đi đến một cái nơi nào khác thì chúng ta lại làm một cái bộ mặt như thế nào đó nhá. À, ví dụ Joe Shinomae de wa buka no kao suru Ở trước mặt sếp ấy thì chúng ta có một chúng ta thể hiện cái gương mặt của một người cấp dưới. sama no mai ni ikeba sore nari no kao suru. Và gì đây? Và Uh, nếu mà ở uh, nếu mà đi đến trước uh, chỗ khách hàng đúng nhỉ thì chúng ta lại có một cái khuôn mặt uh, tương ứng với hoàn cảnh đó vậy thì rõ ràng là cái khuôn mặt này nó không giống nhau đúng chưa chúng ta cùng xem nhá onaji là giống chắc chắn là nó sai này betsuno khuôn mặt khác à có vẻ hợp lý sona sona khuôn mặt như thế khuôn mặt như vậy thì thông thường nó thể diễn tả cái tính chất không phải đúng không bởi vì uh, trong trường này người ta nói một cách chung chung đúng nhỉ không thể là sona được thông thường là một hoàn cảnh cụ thể thì người ta dùng là sona hay là anotokino là cái khuôn mặt của cái lúc đó mang tính chất hồi tưởng không phải đúng đây phải là số 2 nhá đấy một cái gì nhỉ một cái kết luận mang tính chất uh, chung chung của tác giả đó là gì đó là khi đi đến một nơi nào khác thì chúng ta sẽ làm một cái bộ mặt khác chưa hề xuất hiện những cái tình huống uh, phía trước để dùng sona hay là anotokino nên là loại rồi tiếp theo câu 43 nhá. Câu 43 các bạn quan sát. Sono kurai mono jibun ga moteru to iu koto o saisho kara wakatte sono hito wa sugu ni kokoro ga heiwa ni Rồi, ờ à, biết này. Ngay từ đầu biết rằng là cái phần gì đây? Là bản thân mình ấy đang đang mang cái phần tối tăm đó thì có lẽ đuôi đào đồ là có lẽ nhá có lẽ cái người đó ấy, đấy thì làm sao đây ngay lập tức con tim họ có thể gì đấy có thể cảm thấy bình yên đấy như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng câu 43 phải điền cái gì it Ireba, đề bà mẹ và i các bạn thấy đằng sau nó dùng đào đồ là một câu diễn tả phán đoán một câu diễn tả phán đoán thì không thể dùng là ta mẹ được đấy cũng không thể dùng là tostemo được bởi vì là ta mẹ làm quan hệ nguyên nhân kết quả này, không đằng sau không dùng dạng phán đoán và tosimo là gì đây nhỉ? Là mang tính chất diễn tả điều kiện đã tồn tại thực cũng không dùng với lại đà đồ Và và nghĩa thì cũng không đúng nên là chúng ta sẽ không chọn. Còn IT và y đề bà. À nếu như là IT là qua kết qua IT ấy, nó diễn tả đấy là sự thật rồi và đó là nguyên nhân của cái điều đằng sau nhưng rõ ràng là trong vế này thì không phải đúng không? Đấy, chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là đáp án số 2 nhá. Y đề bà có nghĩa là câu điều kiện nếu như Vậy thì cái câu chúng ta vừa mới dịch ấy Nó là gì? Nó là nếu như ngay từ đầu con người ta biết được rằng Bản thân mình đang mang những cái phần gọi là tâm tối Những cái phần không tốt Thì có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy yên bình hơn Cảm thấy uh, dễ chịu hơn Tiếp theo câu 44 Câu 44 các bạn quan sát nhé Các bạn thấy này uh, Các bạn thấy có là cô tố mô, trợ từ mỗ người ta lặp lại từ mô rất là nhiều mô đây và mô đây đúng chưa vậy thì đằng trước này người ta có một cái giả định là xô sư đề bà nếu mà như vậy thì cái này à, nếu mà như thế thì ô môi mỗ na cư na rự à nếu mà như thế ấy, thì cái suy nghĩ bla bla phía trước này nó sẽ mất đi xong đây lại mô tiếp à vậy thì có thể là cái mô này nó vẫn đến từ phía xô sư đề bà là nếu làm vậy thì Vậy thì điều đằng sau này là một điều chưa xảy ra Đấy Là một cái gì nhở Là một cái vế của gì đấy Kết quả xảy ra của giả định Vậy thì chúng ta sẽ xem cái nào là hợp lý này Một qua các là thẻ quá khứ Sai bởi vì là Dùng tây tả là sai đúng không Qua các tây kỳ là gì Cũng là dạng quá khứ loại này Qua các tây Dùng tây cũng không đúng Tây là thời điểm hiện tại tiếp diễn như vậy đúng ở đây phải là đáp án số 4, kuru nhất định là chắc chắn là sẽ hiểu nhá. Đấy, thì nó sẽ phù hợp với lại thể uh, điều kiện ở phía trước. Tiếp theo câu 45. Câu 45 đứng đầu một câu như này thường sẽ là liên từ và liên từ sẽ là nối hai mệnh đề tương phản. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ chỉ cần nối hai mệnh đề tương phản hay là nối mệnh đề uh, nguyên nhân kết quả hay là liệt kê vân vân hay là tóm lại để chúng ta tìm ra từ phù hợp. Chúng ta cùng xem hai câu trước sau này. nazo tama wa genki mikazuki ni kedo itsumo hikatte mieru. Chính vì vậy, đấy, con người ta là một bí ẩn, đúng nhỉ? mặc dù sao? Mặc dù là thỉnh thoảng là không có được khỏe ấy, mặc dù là thỉnh thoảng là mikazuki là trăng lưỡi, trăng lưỡi liềm nhá. Nó tượng trưng cho cái sự gọi là gì nhỉ? À, chưa trọn vẹn. Đấy, Thế nhưng mà sao? Lúc nào cũng trông có vẻ như là tỏa sáng lấp lánh. Về sau này, à, Uragawa ni wa makura de hito ni misetaku nai bubu o dare mo ga motte ite sono subete no me o miru koto wa dare ni mo dekinai. Ở bên trong ấy, thì sao? Thì ai cũng mang những cái phần, đúng không? Mà Tâm tối và không muốn cho người khác, người khác thấy à rõ ràng chúng thấy là bế trước bế sau mang quan hệ tương phản hoàn toàn đúng không như vậy là chúng ta phải chọn cái nào mang tính chất tương phản đây chúng ta cùng xem nhá shigashi sono ipo đấy mặc dù vậy nhưng mà gì đây nhỉ thế nhưng mặt khác thì à tương phản rồi đúng không chọn một luôn số 2 này soshita kara mặc dù ngữ pháp Karatoite là một trong những mẫu ngữ pháp diễn tả quan hệ tương phản hai về trước sau thế nhưng mà nó thông thường nó được dùng để diễn tả rằng ấy là từ cái nguyên nhân từ cái sự thật phía trước đúng nhỉ? Thì không thể nào quy kết được một điều gì đó phía sau ở trong trường này không dùng như vậy nên là chúng ta không chọn. Ta tôi bảo kono yo ví dụ không phải. Dochira to yuto dù cái nạ, uh, dù nói đến cái nào đi chăng nữa thì ngược lại cũng không phải. Như vậy đúng ở đây phải là một. Đó thì đấy là cái cách làm gì nhỉ? cách làm nhanh của cái bài này là như vậy đấy thì đây là một bài đọc cũng khá là hay cho nên là chúng ta sẽ uh, gì nhỉ xem thử người ta viết cái gì nhá uh, cái này thì tất nhiên là đi thi các bạn sẽ không có thời gian đủ thời gian để làm vậy đâu thế nhưng mà thôi tiện thể chữa thì chúng ta sẽ xem luôn nhưng to tổ kino yona mono con người ấy là vầng trăng đúng nhỉ con người như vầng trăng vậy có no yo ikinu kuede shiteoku beki <laughs> kotoba ga aru có một cái câu mà gì đây nhở? Mà chúng ta nên biết khi mà tồn tại, khi mà sống ở trên cái 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 thế gian này, cái cõi đời này. Ma dự hi totsuwa, ningen wa da to koto. Cái đầu tiên ấy, đấy là con người là một bí ẩn. Hito wa jibun de wa nan demo wakatte iru tsumori demo honto wa jibun jishin no koto yoku rikai kite inai mono da. Đúng là gì đây? Con người ta ấy, mặc dù cứ nghĩ là mình cái gì cũng biết Thế nhưng thực ra lại sao? Thế nhưng thực ra ấy thì lại không biết rõ về chính bản thân mình. Jibun de jibun no koto o rikai inai no ni À bản thân mình không biết về về không không hiểu chính mình. Ấy vậy mà tại sao lại có thể hiểu được người khác đây? Kore ga hitotsu. Đây là gì nhỉ? Đây là cái điều đầu tiên đấy. Cái câu gọi là con người là bí ẩn ấy là điều đầu tiên

cái phần bản thân mà chúng ta muốn cho người khác thấy ấy nó là cái phần mà tốt đẹp cái phần uh, sáng lấp lánh đúng nhỉ cái phần mà chúng ta muốn cho thấy uh, tùy thuộc vào cái từng đối phương khác nhau khi chúng ta đi đến một nơi khác thì chúng ta sẽ lại có một cái bộ mặt khác ở trước gì đấy ở trước xếp um, ấy thì chúng ta có bộ mặt của một người nhân viên khi mà đi đến chỗ của khách hàng đúng nhỉ thì chúng ta sẽ có một bộ mặt uh, uh, tương ứng với cái lúc đó cái thời điểm đó jibun dake ja nai mina ga senpen banka suru mono de ari hito wa tanin ni taishite kihonteki ni wa tsune ni jibun no akarui bubu o misete iru to iu koto da đây có cái từ này rất là hay từ này trong tiếng tưởng chỉ có mỗi trong tiếng việt đúng nhỉ senpen banka có nghĩa là thiên biến vạn hóa thay đổi rất là đa dạng đúng không à không phải chỉ bản thân mình ấy mà tất cả mọi người ấy đều thiên biến vạn hóa, đều thay đổi rất là nhiều. Và sao? Và con người chúng ta ấy nhá. Con người chúng ta đối với người khác này thì luôn luôn show ra, luôn luôn cho thấy những cái phần uh, tươi sáng, những phần tốt đẹp của bản thân, về cơ bản là như vậy. ni mangetsu o hito hikari ni daremo ga ga sono wa mono chúng ta cho người ta thấy được những gì tốt đẹp nhất chúng ta cho người ta thấy được cái phần gọi là uh, mang ghét sự đây là ánh trăng tròn đấy đấy chúng ta cho thấy cái ánh trăng tròn cái phần tốt đẹp nhất của bản thân chúng ta nhìn ai nhìn trông cũng có vẻ lúc nào cũng gì đấy lấp lánh cái ánh sáng uh, tươi đẹp đúng không thế nhưng ấy thế nhưng này ở bên trong nhá đấy ở bên trong thì lại là gì đấy ở bên trong lại là u ám và tối tăm Đấy. Nếu ngay từ đầu đúng không? Chúng ta biết được là gì nhỉ? Chúng ta biết được rằng ấy ở trong bản thân mình luôn mang những cái phần tối tăm u ám như vậy thì có lẽ là gì đấy Có lẽ là chúng ta ấy. Nếu mà người đó biết được, nếu như chúng ta biết được cái điều này thì có lẽ là chúng ta sẽ có thể gì nhỉ? Có thể uh, yên ổn, có thể bình tâm hơn. Toka <laughs> 裏切られたという思いもなくなるまあ、て、もしそうでは、そうでは、そうでは、人間は、それらの人間は、それらの人間は、それらの人間は、人間社会という宇宙の上に回っていて、その人間が裏側を見捨てる場合もあるのも、仕方のないことで、人間関係というのは、引力とか、いろんなことが関係してくるということも、 Đúng không đó là gì đấy Đó là, à Và chúng ta cũng chắc chắn là sẽ biết được này, Nếu thì chúng ta sẽ mất đi suy nghĩ này nhá Và tương tự nếu như vậy Chúng ta cũng chắc chắn sẽ biết được rằng Là gì nhỉ, là Có những cái trường hợp ấy, mà sao Mà Một người đúng không Một người à, sống ở trên Một cái vũ trụ gọi là cái xã hội con người Đấy, di chuyển vòng quanh Ở khắp một cái xã hội con người như vậy và người ta gì đây nhỉ người ta cho người khác thấy được người ta lại lại cho người ta thấy gì đây nhỉ người ta cho người ta thấy những cái phần ở bên trong đấy là điều mà không thể tránh được nhá bình thường là ai cũng muốn cho thấy những cái điểm tốt đẹp đúng không nhưng mà vẫn có những người mà cho thấy những cái phần gì đây nhỉ những cái phần 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 góc khuất của mình ấy đấy và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng là gì đấy là cái mối quan hệ con người ấy đấy nó là gì đây nhỉ

À, chính vì, đúng nhỉ? chính vì vậy, ấy, đấy, mặc dù là con người là một bí ẩn, có đôi lúc là chúng ta không có, không, không, không khỏe khoán, không khỏe mạnh, chúng ta chán trường, đúng không? đấy, chúng ta như là một cái vầng trăng khuyết vậy, thế nhưng mà chúng ta lúc nào cũng, uh, tỏ ra là rất là khỏe mạnh Chúng ta lúc nào trông cũng rất là tươi sáng rực rỡ Thế nhưng mà mặt khác ấy, bên trong thì ai cũng có một cái phần tăm tối và không muốn cho người khác thấy Đấy, và cái việc mà nhìn thấy thấu tỏ tất cả những cái mặt như vậy thì không ai làm được no xin ni Hen ni nakunaru no da Nếu như chúng ta nhận thức được cái sự tồn tại của cái mặt đúng không? Của cái mặt ở bên trong cái phần bản thân đấy. Mà, mà 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 chúng ta thể hiện ấy thì sao? Thì chúng ta cũng sẽ không còn đúng không? cảm xúc của chúng ta cũng sẽ không còn bị dao động, không còn bị đột ngột thay đổi đột ngột dao động nữa. Đấy đây là một cái bài tương đối là hay đúng không? Thì các bạn lưu ý nhá đi thi chúng ta không có thời gian để dịch hết ra như vừa rồi đâu nhá đây chỉ là bổ sung thêm để các bạn hiểu bài thôi còn là nếu mà chúng ta chưa làm tốt cái bài này thì tốt nhất là các bạn nên dành thời gian cho phần đọc bởi vì là cái bài này thì chúng ta cũng điểm nó cũng không phải là quá cao và thời gian các bạn dành cho nó nhiều quá thì sẽ mất thời gian làm những cái phần khác đấy, thì đấy là một số cái lưu ý thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc phần chữa đề này ở đây hẹn gặp lại các bạn trong các phần chữa đề tiếp theo